Và bây giờ chúng ta đến với chuyên mục quảng cáo nha. Và nếu các bạn yêu thích về kênh làm ẩm thực thì hãy subscribe kênh của anh Cường Bến Tre Vlog. Anh Cường sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm những món ăn độc và lạ hấp dẫn nha. Và kênh thứ hai đó chính là kênh Nguyễn NT Vlog, là một kênh làm về vlog, về đời sống rất là đa dạng, phong phú. Và các bạn nhớ subscribe kênh anh ấy để anh ấy có động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa. Và kênh cuối cùng cũng là một kênh làm về vlog, đó chính là Zenfru Channel, là một kênh cũng giống như là chỉ cho tất cả các bạn về việc kiếm tiền hoặc là về những cái việc lặt vặt nhỏ nhỏ chẳng hạn. Thì nếu các bạn yêu thích hãy subscribe kênh anh ấy và mình sẽ đặt. Xin chào các bạn đã đến với Nguyễn Huỳnh Gia Tuấn Official, và hôm nay mình đã đến với chuyên mục ở trong phần tiêu đề, đó chính là hành trình tạo ra một video sẽ như thế nào. Lý do mình làm video này đó chính là nhiều bạn đã hỏi mình là khi làm một cái video thành phẩm nó sẽ như thế nào và quá trình tạo ra một video sẽ như thế nào. Hôm nay mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của tất cả, mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn và đây chính là câu trả lời. Và thiết bị mình quay đó chính là em Sony A7, hiện tại mình đang quay bằng điện thoại nên là cái chất lượng của em máy không được đẹp. Nếu mà các bạn thấy không được thì mình sẽ cố gắng nâng sáng lên nha. Đây là em Sony A7, là body với kit là 2870. Đây là một em khá là tiện cho mình khi mà xài trên Sony A7, trên cái Sony A7 này, mặc dù không phải là đây, mặc dù em ấy không phải là lồng màn hình 360 độ nha mọi người. Đây nó chỉ là một cái bình thường thôi, nhưng mà mình rất thích em này, đó chính là quay được chế độ tới 4K và 60 frame và quay được 1080 frame, chính là Full HD. Và bây giờ mình sẽ chụp một tấm nha. Yes, mình đã chụp một tấm hình rồi đây. Và đây là cái điện thoại của mình, đó chính là Vsmart Tron 1+, và đồ ôm rất là bèo luôn. Tuy nhiên bây giờ đi xài cái Tron 1+ không mà không sao, sao có máy quay tốt là ok rồi. Và đi kèm với em này là mình sẽ sử dụng micro Boya 3M1. Đây là micro khá là nhiều bạn sử dụng, thì mình cũng hay sử dụng để làm ở video ở nhà, nhưng mà khi ra ngoài đường thì mình sẽ không sử dụng tới em này nha. Đây đó chính là micro Boya 3M1. Và đây là khi mà mình trang bị nhất hai cái này thì chúng ta bắt đầu lên kịch bản và làm video thôi. Và mình đã lên kịch bản rồi, đó chính là video reaction mình bật mí thôi đó. Thì mình sẽ bắt đầu edit video và bây giờ mình sẽ đi make up để quay video nha. Các bạn nam nếu mà mới làm thì không nên make up, tại vì nếu các bạn chưa đủ điều kiện thì các bạn phải make up. Các bạn nhớ quay bình thường mà sẽ thích hơn. Nhưng khi mà chúng ta bắt đầu vào chính rồi thì các bạn phải nên make up để cho khuôn mặt khi lên hình ảnh sẽ sáng và đẹp hơn. Và bây giờ sẽ đi make up nha. Bây giờ phải đổi cái thiết bị quay thôi, chứ quay cái này xấu quá rồi. Và nếu mà đối với các bạn nam á thì mình sẽ cần những cái thiết bị như, nguyên liệu như là đây. Đây chính là kem nền. Đây là kem nền Revish. Đây. Đây là kem nền review nha mọi người. Và mình sử dụng kem này là vì kem này nó có là thiết bị là che khuyết điểm nên là mình mới sử dụng kem này nha. Và tiếp theo sẽ là một cái son của L'Oreal. Mình sẽ lấy nét cho tất cả các bạn xem nha. Đây, của L'Oreal. Đây là hàng riêng luôn nha các bạn. Và cái thứ ba đó chính là một hộp phấn trắng, mình cũng sử dụng gần hết rồi mọi người. Đây, một hộp phấn trắng. Và cái cuối cùng đó chính là Kerstop Familiar. Yeah, sử dụng Kerstop này để mình làm tóc của mình nha. Và bây giờ mình sẽ đánh một lớp kem nền lên. Thói quen của mình là mình sẽ cho một ít kem nền lên một ngón tay, sau đó chấm lên những điểm xung quanh khuôn mặt của mình để cho nó có thể là giúp gieo khuyết điểm. Rồi mình sẽ lấy một cái bông để mình tán đều ra, mình tán đều để cho nó phù hợp cái màu sắc của khuôn mặt trên cái khuôn mặt của mình. Và sau khi mình đánh kem nền xong, mình sẽ sử dụng phấn của Revision để làm trắng da của mình. Và mình đánh rất là nhẹ, không dám đánh nhiều để tránh trường hợp nó bị nắng, nó bị trắng quá các bạn, thì khi lên hình thì nó sẽ không đẹp nữa.
mọi người. Và ok, và bước đã make up cũng đã xong rồi. Bây giờ các bạn thấy hơi trắng rồi, nhưng mà khi mà mình lên máy A7 mình sẽ chỉnh màu là một chút để mình làm hoàn thành một cái video nha. Ở đây hơi ồn nên mình sẽ nói hơi lớn một tí. Và bây giờ mình sẽ set up máy và làm video reaction nha. Và bây giờ mình đã mở máy tính lên sẵn rồi. Và đây, ok, sau khi mà mình lấy cái máy A7 ra rồi thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ đặt một cái góc nào đó. Và ở trên đây mình thích là ở đây là ISO của nó nè. ISO là cái phần này nè mọi người. Auto mình sẽ chỉnh cái màn hình là M. Đó, mình sẽ chỉnh lớn. Mình do ở đây thiệt sáng là sáng mình sẽ chỉnh là 8-10 ngàn. Ok, bây giờ mình sẽ đặt nó quay nào. Và cái công đoạn này nó khá là phức tạp. Mình sẽ tìm gắn cái máy quay, thực ra mình cần sử dụng cái chân quay hơn, nhưng mà không có chỗ để chân quay luôn. Và chân quay mình rất là cao nên là để nó sẽ không thể nào chỉnh được cái máy này, nên là bắt buộc mình phải để trên dàn CPU hoặc là dàn âm ly của mình thôi. Nên các bạn hãy xem nhé. Và trình duyệt mình sẽ sử dụng đó chính là mình hay đọc là Adobe Premiere CC 2015. Mình đã có một cái bản là bản 2017, nhưng mà mình hay chọn là 60 frame, một con thích không 60 frame. Enter. Ok, bây giờ chưa file, sau đó mình sẽ copy file vào. Sẽ để cái phần mà xin chào tất cả mọi người là. Đó, các bạn thấy là một cái video rất là cực, phải bấm khá là nhiều. Rồi bây giờ mình xin là cut đoạn này để mình xin cut cái đoạn này để mình có thể edit video nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu các bạn thích video này, hãy cho một like và subscribe để Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn Official có nhiều video mới hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye.